xu hướng chụp ảnh tại các phim trường ngày càng nở rộ. Các phim trường theo đó cũng xuất hiện ngày càng nhiều với sự đầu tư, công phu và rất quy mô, có nơi lên đến hàng nghìn mét vuông. Không gian ở đây mới lạ, mô phỏng nhiều kiểu kiến trúc từ những dãy nhà cổ, lâu đài châu Âu hay tới những góc phố, con đường mang đậm màu sắc của nước Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài ra không thể thiếu những khu vườn rực rỡ sắc hoa, điều này khiến các phim trường không chỉ là nơi chụp ảnh lý tưởng mà còn là điểm đến giải trí hấp dẫn cho người dân vào các dịp cuối tuần. Mình được các bạn bè giới thiệu ở dưới đây chụp ảnh, mình thấy phong cảnh ở đây giống như thiết kế ở châu Âu. Nó rất là đẹp, mình rất là ưng ý, mình mong là mình có một bộ ảnh cưới thật đẹp. Mình có tìm hiểu thì thấy phim trường này thì rất là đẹp và được nhiều cặp đôi đến để lựa chọn để chụp ảnh cưới. Thế là mình quyết định chụp ở đây luôn. Lấy cảm hứng từ hòn đảo Santorini xinh đẹp trên bờ biển Địa Trung Hải của Hy Lạp, những ngôi nhà trắng tại đây sẽ làm hài lòng nhiều tín đồ du lịch và chụp ảnh. Với những thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ, một Santorini được tái hiện ngay giữa lòng Hà Nội và thu hút rất nhiều giới trẻ cũng như các cặp đôi tới đây để chụp ảnh cưới. Với ưu thế vượt trội về không gian, giá cả hợp lý, chụp ảnh tại các phim trường trở thành xu hướng và được nhiều người lựa chọn. Với mỗi phong cách thiết kế khác nhau, các bạn có thể lựa chọn các không gian phù hợp với mình để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và lãng mạn của mỗi người chúng ta.